Dạ, hôm nay mình là Đạt Vlog đây. Mình trở lại giới thiệu cho các bạn là cách ốp tường 36 người của thợ dừa như thế nào. Vậy các bạn hãy xem theo dõi video của mình cho biết nhé. Đây, trước hết là các bạn thấy gầy được một cái tường một chân như thế này. Các bạn dùng dây căng nước cũng được, máy bắn tia laser cũng được. Quý vị phải tạo ra một cái đường chân như thế này. Đường này đặng mình gầy gạch chân đó quý vị. Thì khi mà mình gầy được cái thằng gạch chân rồi đó, thì quý vị dán rất là lẹ, chuẩn, đẹp luôn. Đây, anh Thợ này anh sửa soạn gầy chân đây. Khi gây được đường chân rồi thì các bạn làm như vậy thế. Các bạn dán từ những gạch lên như trong clip này tôi đang làm đấy. Các bạn mua hoa gạch hay cánh bì cuốn lông hết dán miếng gạch rồi để lên, thì quý vị để lên rồi quý vị cứ dán dán đây. Bình thước lại cho anh gây hận. Cũng như miếng thứ nhất, miếng thứ nhì cũng làm y như thế đó. Phải làm như vậy để dỗ cho nó điều hòa hết. Bắt đầu mình cặp thước vào cho nó thẳng trên thẳng dưới, bề dọc bề ngang đều cũng phải thẳng. Rồi mình cứ việc mình dán lên hoài thôi quý vị ơi, dễ mà. Thì quý vị gắng làm thì chắc lẽ được mà. Thank you.
dán đường trường thôi. Còn những cái cạnh góc đó, tôi sẽ có những cái ý hay đó. Sau này tôi sẽ chỉ cho các quý vị, chia sẻ cho các quý vị thêm nữa. Tại vì bây giờ thì anh em tôi chỉ có thời gian dán cho quý vị biết là cách ốp tường như thế nào. Bị cài clip cái video có hạn, mong quý vị thông cảm. Xem video của mình, các bạn yêu quý hãy gán mà đăng ký ủng hộ tôi thành thật, biết ơn các vị nhiều thành thật, một lần nữa rất là thành thật cảm ơn quý vị đã coi clip, mong rằng quý vị coi clip này được nếu coi bổ ích thì quý vị hãy đăng ký kênh giùm mình, giúp đỡ cho mình trong thời gian ban đầu này, nhờ quý vị đăng ký giúp mình. Mình thành thật biết ơn và ghi ơn quý vị. Thank you.
Vậy đó. Thank you.
Vô trà vô gà gừng lên YouTube luôn vách này nè. Cho người ta biết cái đầu của mình nó dữ dằn lắm, mấy thằng lắm đó. Một lần nữa thành thật biết ơn quý vị đã xem video của mình, thì kính chúc quý vị một ngày an lành. Chia sẻ quý vị là cách gán gạch, ốp gạch 30-60 của thợ vườn đến đây nó cũng tạm là xong rồi. Vì quý vị nào có yêu mến kinh hay là thấy mình chia sẻ những điều bổ ích trong sinh hoạt đời thường thì quý vị nên đăng ký kênh. Anh em tôi là thằng nào cho tôi nhiệm vụ cho anh chứ. Vừa qua lúc ban đầu anh em tôi mới tạo kênh chưa có người đăng em ký, tôi đồng lòng lắm chứ. Vì rất mong là sự đồng tình ủng hộ của quý vị, thành thật biết ơn các vị. Nãy mày cũng được lên rồi, chúc các vị một ngày an lành, gia đình sinh hoạt nhiều sự may mắn đến quý vị trong đời. Này không biết nói gì hơn, xin kính chào tạm biệt quý vị.
Hẹn quý vị lại clip sau, anh em tôi sẽ chia sẻ những điều thú vị hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Vậy xin kính chào, tạm biệt toàn thể quý vị, các bạn. Bye bye.